Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344 44 170, số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái con máy cưa xích Tanaka ha. Con này Tanaka, con này của Nhật cho mọi người, riêng chuẩn của Nhật Bản 100% đúng không? Đó, mà số ký hiệu của nó là ECS 3309 ha. Con này phải bảo đảm với mọi người mới 99%. Bao mới, rất là mới. Từng con ốc của nó này, đó, vàng ươm luôn ha. Đó, thì gọi là quá đẹp. Con này giá trị của nó rất là cao nha mọi người. Mã số series ha. 066800. Quá đẹp luôn. Đẹp từng con ốc, đẹp len keng luôn nha. Bô còn sáng trưng. Làm xích là nguyên riêng theo máy luôn ha. Con này Tanaka Burwell Start. Lam của nó là lam 35. Mà cắt của nó là còn 30 nhé. Xích chung chân 91 nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp ha. Đây. Trên con cây que này là que chỉnh nhớt nha mọi người. Mọi người có thể chỉnh theo ý muốn của mình ha. Nhớt ra nhiều hay ít có thể chỉnh ở trên cái que chỉnh nhớt này nhé. Đấy. Đó. Lốc gầy ga này. Một xích lam xi bồn ốc 13 nha. 13. Con này mọi người sử dụng cho cái công việc đeo cây, cắt cành, trong cành tỉa nhánh, hoặc là sử dụng ở gia đình cắt sợi dưới cũng được nha mọi người. Đó. Con này có bơm sông phụ ha. Bơm sông phụ thì nằm đây mọi người. Đây là bơm sông phụ nha. Đấy, bơm mấy cái là xăng nó lên nè mọi người. Bơm mấy cái là xăng lên nha. Rồi, cần kéo e ha. Cần kéo e thì nằm đây. Đấy, mọi người kéo e ra nè. Đấy, kéo e ra, đóng e vô ha. Buổi sáng thì nổ. Còn phần công tắc thì nằm ở đây ở trên cùng, xuống là tắt lên là mở mọi người. À, con này thì dây giật và bánh giật, nói chung là tất cả rất là mới, mọi người có thể nhìn kết cấu bên trong. Đó, bánh giật và sợi dây giật nha. Đó, bao mới luôn, sợi dây giật này. Rất mới, con này thì chỉ có thiếu mỗi cái thùng thôi. Giá bán của con này em đang bán là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu ha. Đó, quá đẹp, quá xuất sắc. Kiếm hàng bãi Nhật mà 99% vậy thì rất là khó nha. Đó, cho nên giá cả của nó mắc hơn thị trường, đôi lúc mắc hơn 100.000. À, nhưng mà mọi người bỏ đồng tiền ra mua một cái máy đẹp tuyệt vời vậy thì rất là xứng đáng. Đó, ngay cả kể khi em đi mua hàng cũng vậy nha mọi người. Mua hàng vậy ha, hàng đẹp thì em chấp nhận mua mắc thôi. Nhưng mà về bán cho mọi người xài thì đổi lại cái sự bền vững. Đó, và cái độ hao mòn của máy rất là ít. Đó, cái xác suất của cái máy trục chặt ấy rất là thấp. Cho nên mọi người đừng so sánh giá cả với lại cái máy ha. Máy thì máy đẹp đó, cho nên giá tiền nó hơi cao. Còn máy vừa 66 thì giá tiền rẻ lại nha mọi người. Đó, tùy theo các dòng máy và các loại máy, tùy theo đẹp xấu nha. Hàng bãi thì nó sẽ không có giá cố định nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ test nổ cho mọi người cùng xem nha. Đây nha mọi người. Đó. Thì vừa rồi em đã test nổ cho mọi người cùng xem, thì mọi người ai có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0344 44 170 để đặt hàng nha. Bên em có ship code hàng toàn quốc. Mọi người chỉ cần đặt cọc qua thẻ cào càng thoại 200.000 đồng, hoặc là chuyển khoản 500 bên em sẽ gửi hàng bao ship cho mọi người luôn nha. Và phần còn lại mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nha mọi người. Đó. Mọi người nhớ bấm chuông nhận thông báo, đăng ký kênh, ủng hộ cập nhật những video mới nhất tại cửa hàng bên em nhé. Bên em sẽ lên sóng nhiều cây máy cưa đẹp và tốt hơn cho mọi người dễ lựa chọn hơn nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người.